Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập 139 của Thương Thiên. Sau khi đi vào sân cốc, phảng phất như đi vào một thế giới khác. Đây là một trận pháp. Sự rung động ngắn ngủi qua đi, Nhạc Phàm dần dần bình tĩnh lại. Chỗ này chính là Thiên Tuyệt Cốc, chẳng những vô cùng rộng lớn, cả sân cốc bị 9 ngọn núi cự đại vây quanh, tạo thành một giới. 9 là cực số, ý chỉ vô hạn. 9 ngọn núi nối liền địa mạch, thiên địa chi lực cuồn cuộn không dứt. Chỉ cần thiên địa nguyên khí vẫn còn thì trận pháp nơi này vẫn sẽ được vận chuyển cho đến ngàn năm, vạn năm sau. Thật là đồ sộ, thật vô cùng thần kỳ à. Nhạc Phàm âm thầm tán thưởng, đối với người bày ra trận pháp này không khỏi sinh ra vài phần kính nể. Kẻ sáng tạo ra trận pháp bực này quả nhiên là đại bác tinh thâm. Thế nào, Lý huynh, chỗ này không tồi chứ? Thấy Nhạc Phàm vẻ mặt khác thường, Mạc Toàn cười nói: Cửu Tiên Phong này chính do mấy vị đại tôn lấy đại thần thông rời tới, mà đại tôn sẽ ở trên ngọn núi, tu sĩ bình thường không thể đi lên được. Di Sơn Hải Đảo chỉ sợ cũng chỉ có đại tôn mới có thủ đoạn như vậy. Còn có Đăng Thiên Nhai ở trung tâm, nghe nói là vài vị đại tôn hợp lực dùng những mảnh vỡ của thiên ngoại tinh thần mà luyện chế thành, có thể không cần dùng ngoại lực gì mà treo lơ lửng ở không trung, quả là phi thường thần kỳ. Di Sơn Hải Đảo, mượn lực hư không. Nghe thấy lời đó, tâm thần của Nhạc Phàm chấn động, trên mặt không hề có chút biến hóa gì, chỉ lặng lặng nhìn về phía trước. Thấy sự dao động của trận pháp, trong lòng của Nhạc Phàm không khỏi sinh ra một tia cảnh giác. Hắn cảm giác được có người lấy thần niệm cường đại đảo qua thân mình. Liễu huynh không cần khẩn trương, đây chính là chấp pháp trưởng lão tuần tra sân cốc mà thôi. Nói tới đây, Mạc Toàn dừng lại một chút rồi chỉ vào mình nói: Lễ huynh, người đây là lần đầu tiên tới nơi này, không bằng để ta dẫn đường cho ngươi. Ngươi? Trong mắt của Nhạc Phàm đảo quanh người thiếu nữ hỏi ngược lại: Người giống như rất quen thuộc với nơi này, người đã từng tới đây? Đó là đương nhiên, Mạc Toàn ưỡn ngực nói. Người đừng nhìn tuổi ta không lớn, ta 13 tuổi đã bước vào thiên đạo chi cảnh, 5 năm trước ta đã vào một lần. Ấn Lâm Đại Hội chính là thinh hội lớn nhất của tu hành giới. Chỗ này chẳng những tùy ý có thể đổi một chút những thứ mình cần, mà còn có thể xem kẻ khác tranh phong. Đối với tu vi của bản thân cũng có trợ giúp rất nhiều, giống như đối với những tán tu vô tông vô thị như chúng ta, đương nhiên không thể bỏ qua thinh hội như vậy. 13 tuổi có thể bước vào thiên đạo chi cảnh. Thấy một thiếu nữ thiên tài như vậy, Nhạc Phàm quả thật đã bị đối phương làm cho giật mình. Ngẫm lại vào thời điểm mình 13 tuổi, chỉ là một người lấy săn bắn và mưu sinh, cả ngày vì sinh tồn mà lo âu. Mà tư chất của Mạc Toàn như vậy, nếu đặt ở trên giang hồ, tất nhiên là có 102, vô cùng hiếm có. Cho dù là ở bên trong tu hành giới cũng là thiên kiêu chi tử, là một kỳ tài ngút trời. Hắn liếc mắt nhìn thiếu nữ trước mắt, Nhạc Phàm cảm thấy người này không đơn giản, giống như trong miệng nàng đó như vậy. Chỉ có điều hắn không có tâm tư đi hỏi thăm chuyện của người khác. Vậy ngươi dẫn đường đi. Nhạc Phàm nhàn nhạt gật đầu. Lúc này từ phía xa xuất hiện một nữ tử phụ trách tiếp đón. Mạc Toàn vì quen thuộc với con đường cho nên quyết đoán cự tuyệt sự tiếp đón của nữ tử, tự mình dẫn Nhạc Phàm tới gần một ngọn núi phụ cận. Đợi hai người ly khai, người của Dung gia lại xuất hiện tại nơi đây. Thiếu gia, người này trong tay có xích ngọc dẫn thiếp, chúng ta không thể đắc tội với hắn. Đến lúc đó đại tôn trách tội, bằng với chúng ta khó mà có thể thừa nhận. Tên nam tử trung niên hiện lên vẻ lo lắng, trong lòng thấp thỏm bất an. Dung gia bọn họ tuy rằng thường làm việc có chút bá đạo, nhưng còn biết người biết ta. Nếu thực sự đắc tội với đại tôn thì chỉ sợ cả thị tộc của bọn họ gặp phải sự uy hiếp cực lớn. Dung Nham trầm mặc không nói, thiếu nữ tóc hồng khuyên giải. Khoản thúc, đại ca, các người không cần quá lo lắng đâu. Cái gọi là kẻ không biết không có tội, chúng ta trước đó cũng không biết hắn là khách mời của đại tôn. Huống chi chúng ta trong đó cũng chỉ có chút xích mích, không phải là kiều địch sinh tử. Cho dù sau này đại tôn trách tội, chúng ta dù có cúi thấp cái đầu, tuy rằng có một chút mất mặt nhưng mà không có gì đáng lo đâu. Khoan thúc kia căm giận nói, đáng giận nhất chính là đám văn nhân cùng với Thuần Vô Gia kia bỏ đá xuống giếng, châm ngòi đi rán. Hờ, bọn họ chính là cố ý tính kế chúng ta. Trong mắt thiếu nữ tóc hồng lộ ra quang mang, hờ hững nói, rõ ràng, đồng thời cùng với chúng ta tới nơi này, nhưng ngược lại lại xuất hiện cuối cùng, không có cái tên kêu là Lý Nhạc Phàm kia, chỉ sợ bọn họ cũng có quỷ kế khác. Lần này bị người khác chê cười, cứ để cho bọn chúng đắc ý một chút, bất quá chỉ sợ bọn chúng cũng không đắc ý được bao lâu. Hắn rất mạnh.
Dung Nham nhìn thân ảnh của Nhạc Phàm phía xa, trong lòng khó tránh khỏi có chút áp lực. Nếu có cơ hội, hắn ngược lại có chút hy vọng cùng đối phương hào hào đánh một trận thống khoái. Chúng ta đi. Thấy người tiếp đãi đã đến, ba người liền trầm mặc. Bên ngoài Thiên Tuột Cốc, hết thảy lại khôi phục sự trật tự. Vào thời điểm này, một đoàn thân ảnh xẹt qua phía chân trời xa xa, ít nhất cũng phải có đến 100. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, đám người bên ngoài không ngừng kinh hô. Ngày mai mới là ngày Ẩn Lâm Đại Hội chính thức mở ra. Dưới tình huống bình thường, các thế lực khắp nơi đều phái người đến trước chuẩn bị một chút, sau đó vài thời điểm đại hội bắt đầu thì mới xuất hiện. Mà hiện tại lập tức xuất hiện nhiều người như vậy, sao lại không bất ngờ cơ chứ? Chỉ là mọi người không biết rõ người tới là của thị tộc nào. Những thân ảnh nhất tề hạ xuống, chúng tu sĩ xung quanh nhất thời thối lui, tạo ra một khoảng đất trống ở đằng sau. Tức thì một đoàn người sát khí bừng bừng xuất hiện ở giữa sân. Mọi người thấy như vậy, ánh mắt cả đám hiện lên vẻ kinh ngạc. Những người này ăn mặc vô cùng quê mùa, lại càng không giống người cùng những thị tộc. Một đám người kỳ quái như vậy, nhìn như thế nào cũng không giống tu sĩ. Đúng vậy, những người này đều không phải là tu sĩ, mà là một đám cao thủ giang hồ do Thiết Huyết cầm đầu. Không thể không nói, người trong giang hồ có thể bước vào hàng ngũ cao thủ thiên đạo thì đều không phải là kẻ tầm thường. Mấy ngày này trải qua, Thiết Huyết tự thân chỉ điểm. Một đám cao thủ giang hồ này chẳng những thực lực tiến triển lớn mà còn nắm giữ thủ đoạn ngự không phi hành. Đối với tu sĩ mà nói, biết ngự không phi hành mới chính được coi là tượng trưng cho cao thủ thiên đạo, đồng thời hơi thở trên người bọn họ cũng phát sinh biến hóa rõ ràng. Đây chính là Thiên Tuyệt Cốc sao? Cảm giác cũng không có gì đặc sắc lắm mà. Cả sơn cốc đều bị vụ chướng bao phủ thì có thể thấy cái gì chứ? Bất quá sơn cốc này giống như bị một cỗ lực lượng nắm lấy, một chút thần niệm cũng không có biện pháp đi vào, cũng không biết bên trong như thế nào nữa. Gấp cái gì? Dù sao chúng ta cũng có thể lập tức đi vào đó, đến lúc đó khắc sẽ thấy. Vậy không nhất định, bên ngoài nhiều người như vậy không phải xếp hàng tới khi nào? Quả thực những người này rất nhiều. Lão nương ta từ trước tới nay không ngờ trong thiên hạ có nhiều tu sĩ đến như vậy, quả thực là đại khai nhãn giới à? Mấy người chúng ta ở trong giang hồ được coi là thiên đạo cao thủ, người nào mà không phải là đại nhân vật uy chấn một phương. Không nghĩ đặt trần tới đây chỉ là một tiểu nhân vật ở dưới đáy chót, không đáng nhắc tới. Cao thủ tu hành giới quả thực là không ít à, xem ra chúng ta sau này phải thu cái đuôi làm người rồi. Thiết Huyết Minh Chủ nói rất đúng, nếu mọi người trong giang hồ chúng ta không đoàn kết, sớm hay muộn chỉ có kết cục là bị kẻ khác nô dịch mà thôi. Chúng ta hiện tại học tập thiên đạo tâm pháp, tiến bộ thần tốc cũng không nên tự coi nhẹ bản thân mình chứ. Đúng vậy, chúng ta từ tầng lớp dưới mà đi lên, rồi một ngày nào đó chúng ta nhất định sẽ có chỗ đứng trong tu hành giới. Nói rất đúng. Thấy đám người vừa tới nhỏ giọng đàm luận, chúng tu sĩ xung quanh không khỏi quăng đến ánh mắt tò mò khác thường. Thì ra đám người đối phương quả thực không phải là tu sĩ mà là một đám gọi là người trong giang hồ. Chỉ có điều trong vài lần ở Lâm Đại Hội khi trước, thường sẽ có người của thế tục hiện thân, bởi vậy mọi người cũng không thấy là có gì bất ngờ quá. Một hồi xôn xao qua đi, thanh âm của đám người dần dần tan biến, cũng không ai lại đi quan tâm chuyện của mấy người trong giang hồ này. Đại ca, trước kia người luôn nói với ta, tu hành giới rộng lớn như thế, tu sĩ lợi hại như thế nào? Lúc đó ta còn không có cảm giác gì. Nhưng hiện tại chứng kiến nhiều thiên đạo cao thủ như vậy, ta mới biết được, hóa ra bản thân mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Đồng Tường đứng ở bên cạnh Thiết Huyết, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng cảm thán. Trước kia hắn luôn cho rằng giang hồ to lớn, một thiên địa minh cũng khiến hắn vô cùng bận. Hiện tại đại khai nhãn giới, hắn mới biết cái gì gọi là trời cao, cái gì gọi là thế giới rộng lớn. Ha ha, mạnh thì có người mạnh hơn, núi cao thì có núi cao hơn. Trước kia quả thực ta đã là một con ếch ngồi đáy giếng. Thiết Huyết tự giễu cười, thản nhiên nói. Kỳ thật thế giới này rất lớn, tu hành giới cũng chỉ là một trong những bộ phận đó mà thôi. Trên thế gian này còn có rất nhiều địa phương mà tu sĩ không thể giao thiệp được. Nơi ấy cạnh tranh tàn khốc, chém giết thảm thiết hơn nữa. Dừng lại một chút, Thiết Huyết khoát tay nói. Đi quá xa rồi, có vài thứ hiện tại cho dù nói với người cũng không có quan trọng. Về sau chậm rãi người sẽ biết. Đồng Tường cũng gật gật đầu không nói thêm gì nữa. Hắn biết sau lưng đại ca có một cỗ thế lực phi thường khổng lồ, trong lòng cất giấu rất nhiều thứ. Nhưng đối phương không nói, hắn cũng không có hỏi nhiều. Dù sao ai cũng đều có bí mật thuộc về riêng mình. Ninh Uyển Can lặng lặng đứng ở phía sau Thiết Huyết, thân mặc một chiếc váy bằng lụa mỏng màu xanh, tựa như tiên tử bị rơi xuống trần gian, lặng lẽ đứng đó khiến người ta thương tiếc. Sau khi nàng nghe Thiết Huyết nói, đôi mi thanh tú không nhịn được nhíu lại, ánh mắt chợt ảm đạm, dường như trong lòng nàng có rất nhiều tâm sự. Hải tử, không nên suy nghĩ nhiều. Một âm thanh thương tiếc vang lên, người an ủi chính là Lê trưởng lão, lai lịch thần bí kia.
Lão già không cần lo lắng, Can Nhi không có việc gì. Nỗi lòng của Ninh Nguyên Can bình phục, duỗi tay kéo cánh tay của Lê Trường Lão, lúc này mới khiến hắn an tâm. Ở bên cạnh, Phượng Trường Lão khẽ khẽ thở dài một tiếng, lập tức khôi phục trạng thái nghiêm túc, vẻ mặt có chút lạnh khốc. Đại ca, chúng ta hiện tại nên làm gì bây giờ? Đồng Tường nhìn vào cảnh tượng biển người trước mặt không khỏi cười khổ nói. Nhiều người như vậy, nếu như xếp hàng không biết đến khi trời tối, liệu có thể vào cốc được không? Không ngại, hiện tại ta có tiếp dẫn thiếp do thánh vực đưa tới, có thể trực tiếp nhập cốc. Thiết Huyết khẽ cười, tiếp theo mời Kiều Hận Huyết, Quan Tâm cùng những cao thủ có thực lực mạnh đến. Sau một hồi trao đổi, Thiết Huyết đang muốn dẫn chúng nhân sĩ giang hồ tiến vào sân cốc, không ngờ lại có một đám người từ trên trời đáp xuống, phóng mắt nhìn ra đại khái có khoảng hơn 20 người. Người tới lần này trang phục hoa lệ, áo gấm trang sức, nhất là người cầm đầu, một thân trường bào màu vàng hiển lộ khí chất bất phàm. Quả nhiên, đám cao thủ vừa tới chính là người của triều đình, mà kẻ cầm đầu ngoài Chu Khang Cảnh thì còn có thể là ai? Mau nhìn, đó là người của triều đình. Ném còn mẹ chúng đi, bọn cầu quan này sao lại đến đây chứ? Bọn họ hẳn là cũng tới tham gia ẩn lâm đại hội. Bọn chúng còn muốn tham gia ẩn lâm đại hội, tu hành giới nhiều cao thủ như vậy, ta chờ xem bọn chúng bị thu thập như thế nào. Đám cầu triều đình, chờ cảnh giới của lão tử đại hành, trước tiên phải đòi cả gốc lẫn lãi trước kia. Gia hỏa đáng giận. Vừa thấy người của triều đình vừa tới, đám cao thủ giang hồ trợn mắt nhìn. Ngắm lại lần trước chúng quỷ kế của triều đình, thiếu chút nữa chết không có chỗ chôn, trong lòng ai mà không giận. Những lời ô uế từ trong miệng không ngừng tuôn ra. Đám người của triều đình vừa hạ xuống đất liền nghe có người mắng. Quả thực bọn hắn không ngờ đám cao thủ giang hồ cũng ở trong này. Thiết Huyết sao? Ánh mắt của Chu Khang Cảnh nhàn nhạt đảo qua đám người trong giang hồ, một trận hàn khí đập vào mắt hắn, thấu tận nội tâm. Chu huynh, thật là xảo hợp à? Thiết Huyết nhìn thẳng vào đối phương, khí thế tỏa ra, hàn ý xung quanh tức khắc biến mất, ngược lại lại biến thành uy thế nồng đậm áp chế người của triều đình. Vừa vặn mà tới thôi. Chu Khang Cảnh bất động thanh sắc, hóa giải uy áp, hở hững nói. Bất quá tự hồ Thiết Huyết minh chủ quả thực không chào đón ta. Chu huynh đồng dạng cũng không muốn gặp Thiết Mộ sao? Thiết Huyết vừa nói xong, khí thế hơn trăm cao thủ giang hồ ở phía sau tức thì ngưng tụ, dường như có ý động thủ. Hai bên Chu Khang Cảnh là Thái Thúc Nguyên cùng với Thập Nhị Tinh Túc cùng phụng triều đình cũng không khoan nhượng, đều vận chuyển chân nguyên. Song phương gặp mặt đã dương cung bạt kiếm, mang đến những ánh mắt kỳ dị của những tù sĩ xung quanh. Thiết Huyết cùng Chu Khang Cảnh đều phóng thần niệm, hung hăng va chạm vào nhau, ai cũng không muốn bị đối phương áp chế bản thân mình. Chín khỏa châu lạc màu đen xuất hiện trên đỉnh đầu Thiết Huyết, mang theo một cỗ uy thế phách tuyệt thiên hạ. Cửu Huyền Diệt Thần Đồ, một trong năm đại kỳ thư thượng cổ, cửu là vô cực, huyền là đại đạo, lấy vô cực cùng tín niệm diễn biến vô cực đại đạo, ngưng tụ phá diệt chi châu, gặp Phật giết Phật, gặp thần giết thần. Phía đối diện, Chu Khang Cảnh mắt hiện tử quang, hình rộng vờn quanh thân, khẽ than nhẹ một tiếng, kinh hãi tinh thần, giống như muốn hết thảy mọi vật trên thế gian đều thần phục nó. Tử Long, Chân Long Giám, chính là một trong năm đại kỳ thư, lấy cửu ngũ chí tôn, ngưng tụ thành chân long khí, trở thành vua của muôn loài, thống trị vạn vật, vô pháp vô thiên. Một ma diễn cuồn cuộn, một bên tử khí động trời. Hai vị cường giả đều là hạng người có ý cảnh đại thành, nếu so đấu quả thật là khiến cho người ta sợ hãi. Từng đợt áp lực vô hình nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh, uy áp khiến cho chúng tù sĩ xung quanh có chút khó thở. Lão Thiên à, không ngờ lại là cao thủ thiên đạo thượng cảnh, ý cảnh thật mạnh à. Bọn họ rốt cuộc đến tột cùng là tu luyện cái loại công pháp gì? Bọn hắn rốt cuộc là ai? Xem ra những người này đều là thiên đạo cao thủ của thế tộc. Thế tộc tuy tù sĩ, nhưng mỗi một lần xuất hiện đều nhắc lên sóng to gió lớn. Không nghĩ tới lần này, không ngờ lại có nhiều người đến đây như vậy. Nếu mỗi người đều lợi hại như hai người kia, vậy quả thực là đáng sợ à? Nghe nói đám thế tộc này tranh đấu vô cùng hung hiểm à? Hay là tốt nhất nên tránh xa chúng một chút, tránh gặp tai họa? Ôi, chí lý, chí lý. Chúng tù sĩ xung quanh thối lui về phía sau, tạo thành một khoảng cách sợ bị liên lụy. Khóe mắt của Thiết Huyết nhìn về một phía, tức thì mở miệng nói. Thế nào, chẳng lẽ Chu huynh muốn động thủ cùng ta ở nơi này? Chu Khang Cảnh đồng dạng cũng để ý tới tình hình xung quanh, trong lòng thay đổi ý nghĩ, nhàn nhạt cười nói. Ý nghĩ của Thiết Huyết minh chủ chẳng lẽ lại không phải là của ta? Tuy rằng Thiết Mỗ có tâm muốn cùng Chu huynh luận bàn một phen, chỉ tiếc đây không phải là chỗ chúng ta có thể động thủ. Cũng tốt. Hai người đồng thời thu liễm tâm thần, uy thế ngập trời lập tức tiêu tán, bầu không khí cũng dịu đi không ít. Chu Khang Cảnh nói tiếp, một khi đã như vậy, xem ra ta chỉ có thể tái ngộ với Thiết Huyết minh chủ trên ẩn lâm đại hội. Thiết Huyết sảng khoái cười to,
chủ hình sợ rằng sẽ rất khó có cơ hội phân cao thấp với cả Thiết Mỗ. Tại sao? Chú Khang Cảnh nghe vậy dùng mình, Thiết Huyết híp hai mắt nói. Lý Nhạc Phàm cũng tham gia ẩn lâm đại hội, đến lúc đó ân oán giữa các người, người tự biết. Nếu ngươi có thể sống sót ở trong tay hắn, chúng ta nhất định sẽ phần cao thấp. Thiết Huyết Minh Chủ quả thật rất để mắt tới hắn. Cái tên Lý Nhạc Phàm này giống như một cây gai độc trong lòng Chu Khang Cảnh, khiến cho hắn không khỏi phiền muộn. Trước tiên không nói đến việc hắn bị thương, sinh cơ tán loạn, cho dù hắn có hồi phục như ban đầu, vị tất đã là đối thủ của ta. Thật không, có một số việc cũng không theo lý thường mà nói. Thiết Huyết đối với Lý Nhạc Phàm phi thường tự tin, thản nhiên cười nói. Sắc mặt của Chu Khang Cảnh chợt lạnh, cũng không nói thêm gì nữa. Rốt cuộc hai bên không tranh đấu, vì thế Thiết Huyết mang theo một đám cao thủ giang hồ đi về phía lối vào. Một đường đi tới, chúng tu sĩ đều nhường đường, không dám tiến lên ngăn trở. Thiết Huyết lấy ra một ngọc bài lục sắc đưa cho thủ vệ, ghi tên vào sổ sách, sau đó đi vào sân cấp. Bọn người Chu Khang Cảnh cũng thế. Đợi cho người của song phương ly khai, bên ngoài lại nhao nhao lên tiếng nghị luận. Ở bên trong Thiên Tuyệt Cốc, bầu không khí êm ả dị thường. Nhạc Phàm một đường đi qua một vài địa phương, gặp không ít những tu sĩ khác, kết bạn mà đi. Hắn liền phát hiện ra chỗ này cơ hồ không hề có sự tranh chấp, giữa tu sĩ với tu sĩ cũng rất là hài hòa, hóa ra cùng với lời đồn tàn khốc lưu truyền ở ngoại giới khác nhau hoàn toàn. Mạc Toàn nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Lý Nhạc Phàm cho nên giải thích nói, Lý Huỳnh có điều không biết, hôm nay Thiên Tuyệt Cốc tuyệt đối không cho phép ngự không mà đi, càng không cho phép tranh đấu, cho nên giữa các tu sĩ cho dù có ân oán gì cũng sẽ không động thủ tại nơi này. Hơn nữa, cấp bậc tại tu hành giới vô cùng xâm nghiêm, cường giả bình thường cùng với cường giả tương giao, mà kẻ yếu thì chỉ có thể ở cùng với kẻ yếu, cho nên cơ bản sẽ không có mâu thuẫn hay là xung đột gì. Nói tới đây, Mạc Toàn trong lòng trùng xuống, không khỏi nghĩ đến bản thân nàng coi như là kẻ yếu, mà Nhạc Phàm so với bản thân nàng quả thực cường đại hơn rất nhiều, không biết đối phương có để ý tới thân phận của mình hay không. Mạc Toàn lại lặng lẽ liếc mắt nhìn Nhạc Phàm, thấy đối phương không có phản ứng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nói tiếp. Vừa rồi chỗ chúng ta đi qua chính là nơi các tu sĩ tập kết, chính là bình thường các tu sĩ nhập cấp không có chỗ ở, mà chẳng những chúng ta được tiếp đón còn có thể đổi những thứ khác, còn có một nơi ở độc lập. Tiếp dẫn thiếp cấp bậc càng cao thì thứ đổi được càng tốt, địa phương được an bài hoàn cảnh lại tuyệt đẹp. Lý Huynh, lần này một mình ngươi tới tham gia ẩn lâm đại hội sao? Nhạc Phàm vừa đi vừa nói, ta đương nhiên là đi cùng Mạng Hiếu, nhưng bọn họ lại đi trước một bước, hẳn hiện tại đã tới nơi rồi. Mạc Toàn có chút ngoài ý muốn, gật đầu nói, nếu đã như vậy, đợi một lúc nào vào thời điểm có thể đổ được những vật trong cốc thì có thể gặp bằng hữu của ngươi và ăn bài cho bọn họ cùng một chỗ với ngươi rồi. Ừ. Những khuôn mặt quen thuộc không ngừng hiện lên ở trong đầu Nhạc Phàm, trong lòng hắn không khỏi hiện lên từng đợt gợn sóng. Tới rồi, phía trước chính là Thập Phương Điện. Mạc Toàn đình chỉ cước bộ, lấy tay chỉ vào phía trước. Ánh mắt của Nhạc Phàm nhìn theo, chỉ thấy dưới ngọn núi trước mặt có một tòa đại điện màu vàng kim, hùng vĩ và trang nghiêm. Chính là chỗ này. Ngoài sự rung động khi trước, Nhạc Phàm đối với tòa đại điện hùng vĩ này quả thực không có quá nhiều sự tán thưởng. Ừ. Mạc Toàn gật đầu chậm rãi nói, Cửu Thiên Phong lấy 9 tên khác nhau, phân biệt là Quân Thiên, Tàng Thiên, Biến Thiên, Huyền Thiên, U Thiên, Khỏa Thiên, Trù Thiên, Viêm Thiên, Dương Thiên. Ở phía trên các ngọn núi đều có sự kỳ diệu của nó, có thể ngăn trở tu sĩ lên trên. Ngọn núi phía trước này chính là một trong số đó, tên là Quân Thiên Phong, là trọng sơn đứng đầu. Tòa đại điện phía dưới chân núi kia chính là khu trung tâm của Thiên Tuyệt Cốc. Mọi sự quản lý đều tiến hành bên trong nó. Chỉ cần có tiếp dẫn thiếp trong tay thì mới có thể đi vào. Chúng ta mau đi qua đó. Dứt lời, Mạc Toàn dẫn đầu hướng về phía trung tâm đại điện mà đi tới. Mời đưa ra tiếp dẫn thiếp. Đi đến trước cửa đại điện, hai gã thủ vệ đưa tay ngăn Nhạc Phàm cùng với Mạc Toàn lại. Nhạc Phàm tùy ý đảo qua hai gã thủ vệ, không ngờ hai người đối phương cư nhiên đều là cao thủ thiên đạo thượng cảnh. Thập Phương Điện này rút cuộc là có địa vị gì, ngay cả hai gã thủ vệ cũng lợi hại như vậy. Trong lòng Nhạc Phàm dậy sóng, nhưng trong tay không có nửa điểm chậm trễ, trở tay lấy ra một ngọc bài đặt vào trong tay thủ vệ trước mặt. Xích ngọc dẫn thiếp. Hai gã thủ vệ thét lên một tiếng kinh hãi, vội vàng cung kính thi lễ, sau đó không nói gì, tự giác thối lui qua một bên. Tiến vào đại điện, Nhạc Phàm còn chưa kịp dò xét xung quanh, thì liền chứng kiến mấy khuôn mặt quen thuộc cũng chính là người của Dung Gia. Người của Dung Gia thấy Nhạc Phàm cùng với Mạc Toàn đi vào, bất quá bọn họ không để ý tới đối phương, chờ sau khi hoàn thành thủ tục liền tự mình ly khai. Mấy tên đệ tử thi tộc này trong mắt luôn coi trời bằng vung, thật là đáng ghét. Mạc Toàn lặng lẽ lè lưỡi, tâm tính của thiếu nữ không ngờ lại hiện ra. Đại điện rộng lớn sáng trưng, chia làm hai khu vực,
nội đường cùng với ngoại đường, không có thủ vệ, không có sự sắp xếp hoa lệ nào cả. Nhìn qua cả tòa nhà đại điện phong cách cổ xưa lại không mất đi sự trang nghiêm vốn có. Trên đỉnh là 81 khỏa minh châu phát sáng rực rỡ, chiếu sáng cả đại điện. Bất quá Nhạc Phàm cũng không có quá chú ý tới vẻ bên ngoài, mà chính là kết cấu chắc chắn của đại điện. Xung quanh đại điện có 10 phiến cửa đá cổ xưa, mà mỗi cửa đã tựa như đều bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ, ngăn cách hơi thở của bên ngoài. Thần niệm Nhạc Phàm khẽ động, vừa tiến tới gần sát liền bị một lực đạo vô hình bắn ngược trở về, thậm chí còn bị chấn động nho nhỏ. Người trẻ tuổi, nơi này là thập phương điện, không được tự tiện thăm dò. Một thanh âm ôn hòa vang lên, chính là quản sự của nơi này. Nhạc Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trên ngọc đài ngoại đường có một lão phụ nhân ngồi xếp bằng ở trên đó, đầu bạc trắng, nếp nhăn đầy mặt. Mạc Toàn nhỏ giọng truyền âm nói, Lê Huynh, thập phương điện chính là nơi được thành lập đồng thời cùng với Thiên Tuyệt Cốc, do 6 vị đại tôn thống nhất trưởng quản, không cho phép ngoại nhân tùy ý thăm dò. Mà tiền bối vừa nói kia chính là chủ sự đại điện do đích thân 6 vị đại tôn bổ nhiệm, danh xưng là Diệu Cô Tử, bồn sự phi thường lớn, ngươi ngàn vạn lần không nên đắc tội với nàng. Người trẻ tuổi, các người đem tiếp dẫn thiếp của các người cho ta. Diệu Cô Tử chậm rãi mở miệng, khẽ mở mắt ra, nhìn về phía trước một chút, phát hiện ra người đứng trước mình là một nam tử đầu bạc, trong mắt liền có chút khác thường. Nhạc Phàm đi lên phía trước, cầm ngọc bài trong tay đưa cho lão phụ nhân, hồn nhiên không để ý đến cách cư xử của đối phương đối với mình. Ồ, xích ngọc dẫn thiếp. Hai mắt Diệu Cô Tử mở to, trên khuôn mặt lộ vẻ bất ngờ. Nàng từ khi chủ trì thập phương điện này tới giờ, đối với xích ngọc dẫn thiếp tự nhiên không hề cảm thấy lạ lẫm. Chỉ là có điều gần trăm năm trở lại đây, người có thể cầm tiếp dẫn thiếp loại này vào Thiên Tuyệt Cốc lại vô cùng ít. Tiểu huynh đệ, xin hỏi xích ngọc dẫn thiếp này là do vị tôn giả nào đưa cho ngươi? Diệu Cô Tử đối với Nhạc Phàm vô cùng khách khí, ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi. Vô danh đại tôn. Nhạc Phàm không chút kiêng kỵ, mà căn bản cũng không cần kiêng kỵ. Một khi vô danh đại tôn đã đưa tấm thiếp này cho hắn, tự nhiên không cần để ý tới suy nghĩ của người khác. Là hắn. Diệu Cô Tử nao nao, lập tức thoải mái, trong đôi mắt không ngờ lại xuất hiện một chút ảm đạm. Tiền bối. Nhạc Phàm đang muốn mở miệng, Diệu Cô Tử ngắt lời nói. Tiểu huynh đệ, người cũng biết hàm nghĩa chân chính của xích ngọc dẫn thiếp chứ? Không biết. Nghe được câu trả lời thẳng thắn của Nhạc Phàm, Diệu Cô Tử không khỏi cười cười, nếp nhăn trên mặt giãn ra, nói xích ngọc dẫn thiếp chính là tiếp dẫn thiếp cấp bậc cao nhất, chỉ có đại tôn mới có tư cách tặng cho người khác. Người nhận được thiếp này chẳng những có thể đổi lấy thiên tinh ở chỗ đại tôn, còn có thể đưa ra một yêu cầu đối với đại tôn. Chỉ cần yêu cầu của ngươi nằm trong phạm vi năng lực có thể làm của đại tôn thì hắn sẽ không bao giờ trì hoãn. Đó cũng chính là nguyên nhân tại sao xích ngọc dẫn thiếp lại trân quý như thế. Dưới tình huống bình thường, đại tôn sẽ không dễ dàng đồng ý. Nếu đồng ý thì nhất định sẽ thực hiện, chưa từng có ngoại lệ. Nghe thấy lời của Diệu Cô Tử nói, Nhạc Phàm cùng Mạc Toàn vô cùng chấn động. Tuy rằng bọn họ đều biết xích ngọc dẫn thiếp phi thường trân quý, nhưng tuyệt đối không thể tưởng tượng được người có tiếp dẫn thiếp này cư nhiên có thể mở miệng đưa ra một yêu cầu đối với đại tôn. Đại tôn chính là sự tồn tại tối cao trong tu hành giới, cơ hồ không gì là không làm được. Lời hứa hẹn của đại tôn chân quý như thế nào, Mạc Toàn cho dù nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Nhạc Phàm cũng có chút động tâm. Nếu bản thân có sự trợ giúp của vô danh đại tôn, thì hắn liệu có thể cứu Trần Hương gia hay không? Nhưng khi nghĩ lại, Thánh Ngôn đại tôn chính là sự tồn tại cường đại ngang với vô danh đại tôn. Cho dù vô danh đại tôn bằng lòng hỗ trợ ngăn cản Thánh Ngôn đại tôn, vậy khi bản thân hắn đối mặt với đông đảo cao thủ của thiên môn thì liệu có bao nhiêu phần thắng? Xem ra việc này cần phải thận trọng chủ tính, không thể xúc động mà làm liều. Sau khi sự kích động trong lòng lắng xuống, Nhạc Phàm đột nhiên hỏi, tiền bối, vừa rồi người có nói, với xích ngọc dẫn thiếp có thể đổi lấy thiên tinh. Chẳng biết chúng ta có thể đổi lấy bao nhiêu? Chuyện này... Diệu Cô Tử dùng mình, nàng vốn tưởng rằng Nhạc Phàm đối với lời hứa hẹn của đại tôn có hứng thú, không nghĩ tới hắn lại hỏi chuyện về thiên tinh. Nàng không khỏi dùng ánh mắt quái dị nhìn vào đối phương nói, người muốn đổi thiên tinh? Nhạc Phàm trực tiếp gật đầu. Diệu Cô Tử cười nói, bình thường người cầm trong tay tiếp dẫn thiếp có thể ở tại thập phương điện đổi lấy một lượng thiên tinh tương xứng, chỉ có xích ngọc dẫn thiếp là ngoại lệ. Xích ngọc dẫn thiếp của ngươi là do vô danh đại tôn ban cho, đương nhiên sẽ do vô danh đại tôn đổi cho ngươi. Còn có thể đổi lấy bao nhiêu thiên tinh, toàn bộ đều do đại tôn quyết định. Đôi khi có lẽ chỉ có thể đổi lấy mấy trăm tấm, cũng có khi đổi được hơn 1000 tấm,
Cái này thì phải xem vận khí của ngươi như thế nào. Bất quá cũng không vượt qua hơn 1000 tấm. Như vậy sao? Nhạc Phàm nhướng mày. Hiển nhiên là đối với lượng thiên tinh thì cảm thấy vô cùng thất vọng. Diệu Cô Tử thấy biểu tình trên mặt của Nhạc Phàm nhịn không được hiếu kỳ nói. Tiểu huynh đệ, cho dù có mấy trăm thiên tinh cũng đã là cự phú, ngươi sao lại không hài lòng? Nhạc Phàm lắc lắc đầu cũng không muốn giải thích gì thêm. Bằng vào tình huống hiện tại của hắn, cho dù là mấy trăm thiên tinh căn bản cũng không đủ cho bản thân hắn sử dụng. Mạc Toàn ở bên cạnh trợn mắt nhìn Nhạc Phàm không nhịn được, lại nhớ đến hình dáng của Nhạc Phàm lúc ăn thiên tinh, lại không nhịn được tức khí nói. Lê huynh, mấy trăm thiên tinh đã là rất nhiều rồi, cái loại tán tu giống như chúng ta căn bản ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Có đôi khi có được một khỏa thiên tinh cũng đã mừng rỡ như điên. Cho dù tại hàng loạt thị tộc trên tu hành giới, cao thủ thiên đạo thượng cảnh bình thường cũng chỉ có 40-50 tấm thiên tinh mà thôi. Một các cao thủ thiên đạo trung cảnh cũng lắm cũng không vượt quá 10 tấm. Giọng nói của Mạc Toàn có chút chua xót mà rơi lệ. Không lo việc nhà, không biết củi gạo quý, không phải tán tu, sao biết tu hành khổ à? Nhạc Phàm đột nhiên hỏi. Xin hỏi tiền bối, như thế nào mới có thể đạt được số lượng lớn thiên tinh? Diệu Cô Tử thản nhiên nói, thiên tinh chính là kết tinh của thiên địa nguyên khí, chỉ có ở cổ vực mới có. Nếu các người muốn có nhiều thiên tinh thì phải đi cổ vực tìm kiếm. Cổ vực, vậy ta phải đi như thế nào? Lần thứ hai nghe nói đến cổ vực, Nhạc Phàm cảm thấy nơi này tuyệt không phải đơn giản. Diệu Cô Tử kiên nhẫn nói, mỗi một lần cổ vực mở ra, hơn 100 vị tu sĩ chiến thắng trên Ẩn Lâm Đại Hội liền có tư cách đi vào đó thu thập thiên tinh. Đợi sau khi đi ra lưu lại cho bản thân mình 1 thành, còn lại toàn bộ nộp lên trên. Đại tôn căn cứ số lượng tiếp dẫn thiếp tương ứng mà có thể đổi lấy thiên tinh, cũng có thể đổi lấy một vật có giá trị ngang bằng. Nghe xong Diệu Cô Tử, trong lòng của Nhạc Phàm cũng hiểu đại khái, nhưng có điều hắn không ngờ tới, đại tôn lại quá tàn nhẫn như vậy, lại muốn những người thu thập thiên tinh giao nộp 9 thành cho bọn họ. Diệu Cô Tử ngừng cười nói, được rồi, những gì nên nói lão thần cũng đã nói, hiện giờ lão thần sẽ an bài chỗ ở cho các ngươi. Xin đợi một chút. Mạc Toàn vội vàng tiến lên nhanh nhẩu nói, Diệu Cô Tử tiền bối, chúng ta có mấy vị bằng hữu đã tới trước, không biết người có thể an bài cho bọn họ cùng ở với chỗ chúng ta được không? Điều này tự nhiên có thể được. Diệu Cô Tử không có chút để ý nói với hai người, vốn người có xích ngọc dẫn thiếp, có thể tùy ý chọn nơi ở. Nói đi, bằng hữu các người tên gọi là gì? Đợi sau khi Nhạc Phàm nói ra Long Tuấn, Khấu Phỉ cùng mấy người khác, Diệu Cô Tử tiện tay nhặt một quyển tập từ ngọc đài lên, bắt đầu lật xem từng trang. Một lúc sau Diệu Cô Tử mới thả quyển tập về chỗ cũ. Mấy người ngươi nói kìa, ta có chút ấn tượng với bọn họ. Bọn họ trên tay cầm mặc ngọc dẫn thiếp của thánh vực, lão thần đã sai người an bài bọn họ ở bên dưới Huyền Tiên Phong, nơi đó chính là phạm vi quản hạt của thánh vực. Diệu Cô Tử vừa mới nói xong, đang chuẩn bị tìm người mang Nhạc Phàm đi tìm bọn họ, đột nhiên Mạc Toàn lại ngắt lời nói. Diệu Cô Tử tiền bối, ta đối với chỗ này tương đối quen thuộc, chúng ta có thể tự mình đi, không cần làm phiền người khác đâu. Vậy được rồi. Diệu Cô Tử thấy Mạc Toàn nói thế cũng không kiên trì nữa, tiện tay vứt cho đối phương 3 tấm thiên tinh nói. Nhà đầu nhà ngươi có chút nhu thuận, vừa rồi lại còn than nghèo trước mặt lão nhân. Vậy 3 tấm thiên tinh này, coi như là tặng cho ngươi đi. Tiền bối cho ta sao? Mạc Toàn đột nhiên nhận ra được chỗ tốt, không biết phải làm sao, lại nhớ tới những bà bối trong giới tử, không khỏi có cảm giác một đêm bạo phú. Tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Thấy Diệu Cô Tử hỏi, Nhạc Phàm không chút giấu giếm nói. Vạn bối tên Lý Nhạc Phàm. Ngươi tên là Lý Nhạc Phàm. Chính là Lý Nhạc Phàm đến từ Thần Châu sao? Diệu Cô Tử nghe được danh tính của Nhạc Phàm thì không khỏi ngẩn người ra. Nhạc Phàm thấy thế liền hỏi, tiền bối đã từng nghe qua tên ta? Từng nghe người khác nói qua. Diệu Cô Tử không nói nhiều, Nhạc Phàm cũng không tiếp tục hỏi, lập tức cùng với Mạc Toàn ly khai khỏi đại điện. Nhìn thân ảnh hai người ly khai, trong mắt Diệu Cô Tử hiện lên một chút phức tạp, lẩm bẩm. Một đầu tóc bạc, thì ra hắn chính là Lý Nhạc Phàm kia. Lúc này từ trong đại điện có một gã hắc y thiếu niên, ánh mắt trong sáng, tuấn mỹ tiêu sái, ánh mắt có một chút lạnh lùng. Sư phụ, người này có gì không ổn sao? Thấy lão phụ nhân thì thào, hắc y thiếu niên vẻ mặt thân thiết hỏi. Diệu Cô Tử lắc đầu thở dài nói, nếu là người khác tặng xích ngọc dẫn thiếp thì không có việc gì, nhưng lần này lại chính là vô danh đại tôn à? Hắc y thiếu niên nhíu mày, sư phụ, việc này có nên báo cho những đại tôn khác không? Diệu Cô Tử xua tay nói, khi nào nên biết, bọn họ sẽ biết, không phải là việc mà chúng ta có thể xen vào.
Hắc y thiếu niên nhìn phương hướng của Nhạc Phàm rời đi nói: "Sư phụ, người nói xem vì sao Vô Danh đại tôn lại đem xích ngọc dẫn thiếp cho người này?" Đồ Nhi thấy trong cơ thể người này không có dấu hiệu vận chuyển của chân nguyên, hơn nữa sinh cơ hao tổn nhiều, nguyên khí không đủ cũng không có gì là đặc biệt. Nhìn một người không nên nhìn vào vẻ bề ngoài, hắn có thể được Vô Danh đại tôn nhìn trúng, tất có chỗ khác người. Thanh âm của Diệu Cô Tử đột nhiên trầm thấp nói: "Mộng Nhi, hiện tại thời gian của Vô Danh đại tôn không còn nhiều lắm, hắn phải vì tương lai của Phật tông mà suy nghĩ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, nói không chừng người này sau này chính là kẻ bảo hộ của Phật tông. Nếu có cơ hội, người nên thân cận với hắn nhiều hơn." Mộng Nhi đã hiểu. "Được rồi, người đi gọi sư thúc của ngươi tới đây. Ta có việc muốn ra ngoài một chuyến, chỗ này tạm cho hắn để ý một chút đi." "Dạ, sư phụ." "Liễu huynh, bên phải chúng ta chính là Tàng Thiên Phong, là phạm vi thế lực của Phật tông, Vô Danh đại tôn ngụ ở trên đó. Bên phải nó chính là Biến Thiên Phong, đỉnh núi đó là nơi cư ngụ của Thánh Ngôn đại tôn, người của Thiên Môn cũng được an bài ở đây. Còn ở chỗ kia, Cực Kiếm đại tôn Ma Môn ngụ tại U Thiên Phong, Trúc Huyễn đại tôn tại Thiên Tuyết lĩnh ngụ ở Khỏa Thiên Phong, Nguyên Hoang đại tôn của Kiểu Di bộ lạc ở Chu Thiên Phong, Tứ Đại Ẩn Tông Cửu Châu cũng ở tại Dương Thiên Phong. Mà 10 người của đại thị tộc thì được an bài tại Viêm Thiên Phong." Mạc Toàn vừa đi vừa giới thiệu, miệng nói không ngừng nghỉ, thấy Nhạc Phàm dường như không để ý lắm đến lời của nàng nói. Mạc Toàn vội chuyển đề tài: "Liễu huynh, vừa rồi nhìn dáng vẻ của người giống như là cần một số lượng thiên tinh phi thường nhiều, rốt cuộc là tại sao?" Đề cập tới thiên tinh, Nhạc Phàm quả nhiên mở miệng nói: "Trước đó ta bị trọng thương, cần gấp thiên tinh để chữa thương, cô nương có biện pháp nào kiếm được một số lượng lớn thiên tinh không? Ngươi nói ngươi bị thương?" "Ừ, quả thật ta không nhìn ra." Mạc Toàn có chút bất ngờ, đối phương có thể dễ dàng truy sát ba người Đạm Thái Hạo, lại còn nói bản thân mình bị trọng thương. Nếu hắn không bị trọng thương thì không biết lợi hại đến như thế nào. "Lão Thiên à, đã biết là bái chúng Bồ Tát, không ngờ mình lại gặp được một vị cường giả như vậy." Nhìn hắn lạnh lùng nhưng rất tốt, nếu như quả thật hắn chịu giúp mình, không chừng... Không được, hắn cùng với mình không thân không quen, lại không có qua lại gì, mình sao nỡ làm phiền hắn chứ? "Quên đi, hay là ta tự nghĩ biện pháp vậy. Dù sao hiện tại ta có 3 tấm thiên tinh, 3 kiện kỳ bảo cùng với nội đan dị thú cũng có một tia cơ hội." Trong lòng không ngừng suy nghĩ, Mạc Toàn cưỡng chế ý nghĩ trong lòng của mình nghiêm túc nói: "Liễu huynh, kỳ thật muốn đạt được thiên tinh cũng không phải là không có cách, cũng không nhất định phải đi cổ vực." "Ồ." Nhạc Phàm bất ngờ đình chỉ cước bộ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mạc Toàn nói: "Cô nương có biện pháp gì, mời chỉ giáo." Mạc Toàn bị ánh mắt của Nhạc Phàm làm cho hoảng sợ, tâm tư rối loạn, giải thích: "Liễu huynh có thể lên đăng thiên thai tham gia tỷ thí, nếu thắng liên tiếp 10 trận, liền đạt được 10 tấm thiên tinh. Rất nhiều tán tu tới tham gia ẩn lâm đại hội chính là vì mục đích này. Nếu có thể kiếm được 10 tấm thiên tinh thì có thể tiết kiệm thời gian khổ tu, hơn nữa chân nguyên được gột rửa, sau này tu luyện càng thêm mau lẹ." Nhạc Phàm không có nói gì, Mạc Toàn không nhịn được nhắc nhở nói: "Bất quá Lý huynh cần phải suy nghĩ rõ ràng, tỷ thí trên thiên nhai sinh tử vô thường, rất ít người có khả năng đánh thắng được 10 trận tỷ thí. Dù sao cao thủ của tu hành giới cũng không ít, mỗi người đều có tâm muốn lấy thiên tinh tới tay, nếu không nắm chắc hay là tốt nhất không nên đi." Trong lòng Nhạc Phàm đã sớm có dự định, cho nên hiền lành gật đầu nói: "Lời nói của cô nương ta sẽ nhớ kỹ, ta sẽ thận trọng suy nghĩ, cảm ơn cô nương." Đây là lần đầu tiên nghe thấy Nhạc Phàm nói cảm ơn mình, khiến cho nỗi lòng của Mạc Toàn dậy sóng. Nàng nói: "Lý huynh đối với ta có ơn cứu mạng, lại còn tặng bảo, người cảm ơn phải là Mạc Toàn mới đúng." Dứt lời, Mạc Toàn nhoẻn miệng cười, vội vàng tiếp lời nói: "Lý huynh mau nhìn, ngọn núi phía trước chính là Huyền Thiên Phong, người của thánh vực đều ở nơi này, chúng ta qua đó hỏi một chút, tin rằng sẽ rất nhanh tìm được bằng hữu của ngươi." "Tốt." Nhạc Phàm lên tiếng, hai người bước nhanh đến ngọn núi phía trước. Bên dưới Huyền Thiên Phong, phong cảnh như họa, kiến trúc san sát, quả thực là một cảnh tượng phồn hoa. Nơi đây có 30 căn, 72 phòng, 108 gian ở, kiến trúc chằng chịt, nhưng lại có thứ tự ngay ngắn, đúng là phạm vi thế lực của thánh vực. Thính phòng cư, một đám người vừa mới rời đi, Long Tuấn cùng với Đinh Nghị trở lại đại đường, đặt mông dựa lưng vào ghế, thở dài một hơi. Rốt cuộc cũng đi rồi. Nghẹn họng nửa ngày, trong miệng Long Tuấn không khỏi phát ra một câu thô tục. Đinh Nghị đồng dạng cũng không chịu nổi, buông cánh tay xuống, oán giận nói: "Đúng vậy, chuyện xã giao này quả thực so với đánh giặc còn mệt hơn à? Cũng không phải sao. Ta thà rằng đi đại chiến 10 ngày 7 đêm cũng không chuyện xã giao với cả đám người thánh vực này.
thà chết ở xa trường còn hơn sống mà nghẹn chết thế này. Long Tuấn xoa nhẹ mi tâm, khóe miệng tràn đầy chua xót. Chỗ này thứ gì cũng tốt, người đến kẻ đi. Cho tới bây giờ, hai người mới hiểu được thì ra tình hình của thánh vực vượt xa tưởng tượng của bản thân mình. Chẳng những phân chia nội vực ngoại vực mà còn phân bè kết phái. Trong đó người ta tranh đoạt các thế lực lần lượt thay đổi, quan hệ dị thường phức tạp. Bọn họ đến đây ngắn ngủi có hai ngày, vậy mà đã có không ít người của thánh vực tìm đến, có ám chỉ mượn hơi, thậm chí còn có kẻ quẳng ra một chút lợi ích, thật sự không thể tiếp xuể, không chống đỡ được. Tính cả 8 người vừa rồi kia cũng là nhóm thứ 5 mà bọn họ tiếp đón. Nếu còn tiếp tục như vậy, bọn họ không dám cam đoan bản thân mình có trụ được không. Vù, thay đổi một tư thế cho thoải mái, Long Tuấn bắt chéo chân, vẻ mặt rất căm giận bất bình nói. Lão Vương cả ngày không có lấy thấy cả cái bóng, không biết đi nơi nào. Bọn Khâu Lão Gia Tử lại trực tiếp bế quan, bản thân trốn đi sảng khoái nhàn hạ, đáng thương hai huynh đệ chúng ta mệt chết ở cái chỗ này. Đinh Nghị vẻ mặt ai oán nói, vậy phải làm sao bây giờ, ai bảo chúng ta là người có tu vi thấp nhất. đánh không lại người ta, bối phận cũng không cao bằng người ta, ngay cả Minh Hiếu huynh đệ nếu mà nghiêm túc cũng khó lòng thắng được, chúng ta còn phải gọi người ta là tiểu sư thúc cả đời. Xem ra chúng ta sau này phải liều mạng tu luyện mới được, tuyệt đối không thể làm mất mặt sư phụ. Nhất định phải liều mạng tu luyện. Song trưởng Long Tuấn huy động, sau đó bày ra cái bộ mặt ai oán nói. Đáng giận nhất chính là Chu nha đầu các nàng, bản thân biết rõ ta ghét chuyện xã giao cũng không đến giúp chúng ta. Nói không chừng các nàng hiện giờ đang ở trong bóng tối nhìn chúng ta mà cười. Đinh Nghị mặt không đổi sắc nói, thế nào, A Tuấn, hiện tại xương cốt cứng rắn, cư nhiên dám nói xấu sau lưng các nàng không tốt. Đâu có. Khuôn mặt Long Tuấn cứng đờ, theo bản năng nhìn trái nhìn phải, tức khắc cười nói. Ê, nào có, ta chỉ là phát biểu chính kiến một lần mà thôi, tiểu tử ngươi cũng đừng đâm trọt huynh đệ ta. Mà bị làm sao thì huynh đệ ngươi cũng đừng muốn sống dễ chịu. Ta cái gì cũng chưa có nói. Đinh Nghị mặt không đỏ, tâm không loạn, bày ra bộ dáng ta chưa làm cái gì hết. Tiểu tử thối này, thật sự là càng ngày càng giả hoạt à. Long Tuấn thầm mắng một tiếng, lập tức chuyển sang đề tài khác nói. Tiểu Đinh Tử, ngươi nói chắc chắn sư phụ sẽ tới đây sao? Cũng không biết hiện tại sư phụ đã khôi phục hay chưa? Quả nhiên nhắc tới Nhạc Phàm, Đinh Nghị nghiêm mặt nói. Sư phụ cát nhân thiên tướng khẳng định sẽ không sao đâu. Cái miệng thối của ngươi tốt nhất không nên nói linh tinh. Bất quá tính thời gian, hẳn là sư phụ cũng đã tới đây rồi. Ngày mai chính là ngày ẩn lâm đại hội mở ra. Cho dù hôm nay người không đến thì ngày mai chắc chắn sẽ đến. Không cần phải vội. Đinh Nghị tuy rằng ngoài miệng nói không vội nhưng trong lòng hắn lại phi thường lo lắng. Một hồi qua đi, hai người rốt cục cũng bình tĩnh lại. Không ngờ có một nữ tử ăn mặc như một nha huyện đi từ cửa vào. Hai vị đại nhân, bên ngoài có người cầu kiến, tự xưng là... Nữ tử đó còn chưa có nói xong, Long Tuấn tức giận cắt ngang. Không gặp, những người này không phải ăn no, không có việc gì làm đó chứ. Luôn chạy đến thính phong cư này, vừa đi một đám lại tới một đám, đuổi bọn chúng về. Thấy hắn hùng hổ, nữ tử đó rụt cổ, cố nói, nhưng... Long Tuấn không chút kiên nhẫn nói, không nhưng nhị gì cả. Người già nói với người ta là chúng ta đang luyện công không tiện tiếp khách, là bọn họ sẽ đi thôi. Thấy vẻ mặt nữ tử kia lộ vẻ khó xử, Đinh Nghị có chút không đành lòng hỏi, bọn họ có nói ra địa vị của mình không? Thật ra là bọn họ chưa có nói địa vị của mình. Dừng một chút, nữ tử đó lại nói, người nọ nói hắn là Lý Nhạc Phàm. Không nói địa vị thì cho bọn họ trở về đi. Cái gì? Lý Nhạc Phàm? Lý? Thanh âm đột nhiên ngừng lại, Long Tuấn trợn mắt há mồm, người nói hắn là Lý Nhạc Phàm? Đúng vậy, hắn nói hắn là gọi là Lý Nhạc Phàm. Thanh âm nữ tử đó có chút run rẩy, sợ hãi, sợ bản thân mình nói sai cái gì. Người... Long Tuấn còn muốn mở miệng, Đinh Nghị đập vào đầu hắn một cái thật mạnh. Người cái gì mà ngươi, cái loại ngu ngốc nhà ngươi, là sư phụ lão nhân gia người, ta... Long Tuấn có chút khẩn trương chà tay nói, ôi trời ơi, thiếu chút nữa đuổi sư phụ đi rồi. Nếu chuyện này để cho bọn lão Khấu cùng với cả Minh Hiếu huynh đệ biết được, họ không rút sơ chúng ta ra mới là lạ. Đinh Nghị liếc xéo đối phương nói, không phải chúng ta là ngươi. Chuyện này tiểu tử ngươi làm tốt lắm. Được rồi, là ta sai, không được sao? Long Tuấn nhận sai, vội vàng lảng sang chuyện khác nói. Ơi, trước tiên đừng có nói mấy cái này nữa, chúng ta đi nghênh đón sư phụ trước. Người mau đi kêu bọn Khấu Lâm gia tử cùng với Minh Hiếu huynh đệ đi. Hấp tấp một phen, hai người phân ra làm việc. Nhìn vào thân ảnh của Long Tuấn vội vàng ly khai, hai ánh mắt của nữ tử kia đăm đăm, căn bản là không rõ ràng tình hình cho lắm, chỉ có thể đi theo mà thôi. Đứng trước mặt một tòa phủ đệ nhỏ, Mặc Toàn cứ có cảm giác như đã trải qua mấy đời. Không bao lâu mà có thể đến địa phương mà nàng hằng mơ ước. Điều quan trọng không phải là nơi đây có phong cảnh cực tốt, mà bởi vì mỗi một kiến trúc ở đây đều là một tòa tụ linh kỳ trận,
thiên địa chi lực trong đó nồng hậu dị thường, nếu tu luyện ở bên trong nhất định sẽ làm ít hưởng nhiều. Chuyện quan trọng hơn, đây là nơi độc lập của một số người, phần lớn đều là cường giả có thân phận, có địa vị. Mạc Toàn cũng có giấc mộng của bản thân nàng, đó là trở thành một cường giả chân chính. Mấy năm nay cảm ngộ trong sinh tử khiến nàng tiến bộ rất nhanh, tới cảnh giới thiên đạo trung cảnh, nàng đã cho rằng mình đã có một chút thành tựu nho nhỏ trên con đường trở thành cường giả. Nhưng mà qua thời gian, cùng với sự thử thách, nàng mới phát hiện ra mình ngây thơ cỡ nào. Trong lòng suy nghĩ ngổn ngang, ánh mắt của Mạc Toàn không khỏi có chút trống rỗng, mê man. Chỉ trong ngắn ngủi một ngày, từ bi thương đến vui mừng, ở trong sâu thẳm linh hồn tựa như có thứ gì đó đang bạo phát, sau đó mọc rễ nảy mầm. Ai, các người mau nhìn kìa, bên ngoài Thính Phong cơ có hai người đang đứng. Hai ngày qua người tới đây bái phòng không dứt, chẳng lẽ lại là một trưởng lão nào đó của thánh vực? Ta xem không giống, một tên là thiên đạo trung cảnh, một người khác thoạt nhìn tựa hồ không phải tu sĩ. Vài lần trước người tới đều là cao thủ thiên đạo thượng cảnh, căn bản chính là một trời một vực à. Nói không chừng bọn chúng tới để nịnh bợ tạo quan hệ à. Này, nói chuyện cũng phải biết chừng, nghe nói những người bên trong Thính Phòng đều là thiên đạo cao thủ ở thế tục Cửu Châu, mỗi người đều rất lợi hại à. Đó là tất nhiên, không lợi hại tại sao lại có thể thẳng chân đứng tại Huyền Thiên Phong này mới lạ chứ. Cách đó không xa, hơn 10 vị tu sĩ tập trung nghị luận sôi nổi. Những người này đều là cao thủ phụ thuộc vào thánh vực. Bất quá, cho dù là bọn họ cũng không có tư cách ngủ ở 36 phòng bên trong, chỉ có thể ở tại 72 phòng bên ngoài. Nhạc Phàm mặt không chút thay đổi, đứng tại chỗ, giống như một pho tượng điêu khắc đứng thẳng đó. Ai cũng không nhìn ra là hắn đang suy nghĩ cái gì. Mạc Toàn đồng dạng cũng không nói gì, khóe miệng khẽ nhếch lên cười nhàn nhạt. Một tay cầm xích ngọc dẫn thiếp, há lại để ý tới một phòng nho nhỏ như thế này. Nếu người ta nguyện ý chuyển tới ở cùng một chỗ với đại tôn cũng không thành vấn đề. Trong lúc mọi người đang sôi nổi nghị luận thì một thân ảnh từ Thính Phòng cờ vọt ra. Sư phụ! Không để ý tới ánh mắt kinh dị của mọi người, Long Tuấn quỳ rạp xuống trước mặt Nhạc Phàm, tay ôm chặt hai chân đối phương, vẻ kích động trên mặt không thể kiềm chế được. Chứng kiến cảnh tượng như thế, tất cả mọi người trợn tròn mắt, nhất là cái đám tu sĩ kia vừa rồi. Cả đám ánh mắt trốn tránh, nhanh chóng chạy đi, sợ bị người ta hỏi tội. Bọn họ trong lòng hiện giờ đã sớm có chung nhận thức, phàm là tu sĩ ở 36 phòng đều không phải là thứ mình có thể tùy tiện đắc tội. Sư phụ! Long Tuấn ánh mắt rừng rừng tỉ mỉ đánh giá Nhạc Phàm, một thân trang phục giản dị, mái đầu bạc trắng như tuyết, trên thân tỏa ra ưu thương nhàn nhạt. Nhìn vào mái đầu bạc của Nhạc Phàm, trong lòng Long Tuấn không khỏi chua xót, nước mắt không nhịn được mà chảy xuống. Hắn sao mà không hiểu rõ được những thống khổ đó, cũng chính là như bản thân mình phải chịu nỗi thống khổ và bất lực đó. Đứng dậy đi, Long Tuấn. Thanh âm của Nhạc Phàm ôn hòa, mang theo một tia uy nghiêm. Hắn không thích chứng kiến cảnh người khác vừa khóc vừa quỳ, vì thế duỗi tay nâng Long Tuấn lên, vỗ vỗ bả vai đối phương nói. Mọi người cũng đều đến đây sao? Đi, đi vào trong rồi nói sau. Vâng vâng, sư phụ mau mời vào. Long Tuấn vừa dẫn đường vừa nói, Khẩu Lão gia tử cùng với bọn người Vương Trung cũng tới đây, cả Thiết Nam đại ca cùng với Minh Hiếu huynh đệ, Tiểu Hòa cũng ở đó. Bất quá Vân Phương đại ca không biết trước khi đại hội diễn ra có kịp tới hay không. Còn Tiểu Vũ cùng với Nữ Nữ, chúng con cũng không có cách nào cho bọn chúng đi cùng, cho nên tạm thời giao cho người nhà Lang Thông chiếu cố, người yên tâm. Quay đầu lại nhìn phía sau một chút, Long Tuấn hiếu kỳ nói, sư phụ, sao người lại đi tới đây một mình, phu thê phó đại ca đâu, còn có Tiểu Băng Nhi nữa. Nói đến Băng Nhi, giọng nói của Long Tuấn trầm xuống, cẩn thận nhìn biểu tình trên mặt của Nhạc Phàm. Bọn họ rất tốt, mọi người tốt lắm. Nhạc Phàm gật đầu nói, bởi vì còn những việc khác cần phải hoàn thành, nên ta đi trước một bước, bọn họ sẽ đuổi theo sau. Tuy rằng mới cách xa có một ngày, nhưng Nhạc Phàm đối với Tiểu Băng Nhi vô cùng tưởng niệm. Nỗi nhớ này bất đồng với sự quan tâm mà hắn dành cho Tiểu Nữ cùng với Tiểu Vũ, chính là cảm giác huyết mạch tương liên. Thính Phong cư vô cùng yên tĩnh, phong cảnh dọc đường như một bức tranh tuyệt đẹp, chỉ tiếc hiện tại không có người nào có tâm tư thưởng thức nó. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đi vào phòng khách ở đại đường, Mạc Toàn yên lặng nhìn theo phía sau. Lúc này bên trong đại đường đã sớm có người đang chờ, chính là Thích Minh Hữu cùng với Thiên Xanh, ba người, A Đồ còn có cả Tiểu Hòa, bộ dáng lười nhác đang nằm đó. Một tiếng gầm vui vẻ vang lên, Tiểu Hòa từ trên vai A Đồ biến mất, lắc mình một cái, bay vào trong lòng của Nhạc Phàm. Bởi vì biến thân mình cho nên Tiểu Gia Hòa này hiện tại thân hình như một con mèo hoang ngoại cỡ, không ngừng chạy tới chạy lui, liếm chân Nhạc Phàm, cử chỉ vô cùng thân mật. 10 năm ly biệt, lần trước ở đại hội võ lâm, hai người cũng chỉ nhìn thấy nhau có một chút rồi lại phải tách ra.
Nhạc Phàm cũng rất nhớ tên tiểu tử này, hắn nhẹ tay xoa đầu Tiểu Hòa, tỏ vẻ trấn an. Tên tiểu gia hỏa này híp mắt, dường như phi thường thích thú. Vừa đùa ầm ĩ, rút cục tiểu gia hỏa thức thời lại rồi đứng ở trên vai của Nhạc Phàm. "Đại ca, đại ca." Một thanh âm rời rạc run rẩy vang lên, Thích Minh Hữu đi đến bên cạnh của Nhạc Phàm, cước bộ trầm ổn, giống như là đang phát tiết sự chờ đợi bao năm của mình. 10 năm bị bó buộc, từng là cô nhi bị kiều hận lấn nát tâm trí, hôm nay là một thiếu niên có danh khí, lại là người đứng đầu của một bộ tộc. Nhưng nội tâm của Thích Minh Hữu chưa bao giờ ngừng trách cứ bản thân mình, đối với Nhạc Phàm thì vô cùng áy náy. 10 năm trôi qua, trải qua vô số lần tuyệt vọng, Thích Minh Hữu vốn cho rằng tâm mình đã chết. Nhưng mỗi lần nhớ tới Nhạc Phàm, nghĩ đến Nhạc Phàm vì hắn mà làm hết thảy, hắn liền không nhịn được mà đau lòng. Nếu năm đó chỉ là tùy hứng nhất thời thì đối phương suốt 10 năm cũng không có oán thán một lời. Vợ chồng mỗi người một phương, cốt nhục chia lìa. "Đại ca, đệ xin lỗi, xin lỗi." Thích Minh Hữu đứng ở trước mặt Nhạc Phàm, bộp một tiếng, hai đầu gối chạm đất. A Đồ đang muốn lên phía trước nâng hắn dậy, Thiên Sành giữ chặt bả vai hắn. "Chuyện của thiếu chủ, để người tự mình xử lý. Hiện tại Lý đại ca đã trở về, tin rằng sau này thiếu chủ cũng không đau buồn nữa." A Đồ liên tục gật đầu, hai người tự lui sang một bên. Nhìn Thích Minh Hữu đang quỳ trên mặt đất, sự lo lắng ở trong lòng Nhạc Phàm biến mất. Bất quá hắn không đi nâng Thích Minh Hữu dậy, ngược lại lạnh nhạt nói. "Việc năm đó không thể nói là ai đúng ai sai, càng không có người nào dự đoán được sẽ có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Ngươi cần gì phải canh cánh trong lòng." "Đại ca, ta..." Thích Minh Hữu cắn răng, giọt lệ trong mắt chảy ra. Sắc mặt của Nhạc Phàm băng lãnh nói. "Minh Hữu, ta hỏi ngươi. Năm đó ngươi vì một phần trách nhiệm mà ở lại Thủ Lăng nhất tộc, hiện tại có hối hận không?" Thích Minh Hữu nào nào, không rõ đại ca vì sao lại hỏi hắn như thế. Hắn há mồm không biết nên đáp như thế nào. Hắn chưa từng chân chính đối mặt với chuyện này, có lẽ lúc đó chỉ là xúc động nhất thời, có lẽ chỉ là một phần trách nhiệm, có lẽ... Suy nghĩ trong lòng ngột ngang, Thích Minh Hữu không khỏi hồi tưởng tới những sự việc trước kia. Thật lâu, rất nhiều việc đã trải qua mà cả đời này hắn không quên được, không ngừng hiện lên ở trong đầu của hắn. Khi đó hắn là một cậu bé vô tư lự, hạnh phúc, khoái hoạt. Không bao lâu, kiêu hận cùng với gian nan chiếm hết tâm trí của hắn. Lúc đó hắn suốt ngày phải lo từng bữa, sự lạnh lẽo đã khiến hắn không còn là cậu bé trước kia. Một người thay đổi cả đời hắn. "Trả lời ta." Thanh âm của Nhạc Phàm lại vang lên, thân hình của Thích Minh Hữu run lên, sự hỗn loạn trong lòng dần dần lắng xuống. "Không có." Thích Minh Hữu cắn răng nói ra hai chữ, mặc cho nước mắt không ngừng rơi, kiên định nói từng chữ một. "Đại ca, Minh Hữu không hối hận, cho dù quay trở lại thời điểm đó, Minh Hữu cũng sẽ lựa chọn như vậy." "Tốt, rất tốt." Biểu tình trên mặt Nhạc Phàm chuyển thành nhu hòa, trên khóe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt. "Có vài thứ, không phải có thể xét đúng hay không, không thể nói là đáng giá hay không. Nếu ngươi không hối hận, thì việc ngươi làm là chính xác." "Minh Hữu, kỳ thật ta và ngươi không giống nhau, chưa bao giờ hối hận. Mặc dù cho ta được lựa chọn một lần nữa, ta cũng sẽ vẫn chọn như vậy." Sự cố chấp của Nhạc Phàm giống như lòng kiên trì của Minh Hữu. Thích Minh Hữu trầm mặc, chậm rãi đứng lên. Thân mình đã thẳng, nay càng thẳng hơn. Không phải là thẳng lưng nữa, mà là tâm hắn. Bởi vì hiện tại hắn đã buông gánh nặng kia trong lòng hắn, gánh nặng vô cùng trầm trọng. "Ngươi hiểu được là tốt rồi." Nhạc Phàm vỗ vỗ bả vai của đối phương, không khỏi nhớ lại vài thời điểm hắn vừa mới gặp Thích Minh Hữu. Thấy bầu không khí dịu đi, Thiên Sanh cùng với A Đồ lúc này mới phấn chấn, cao hứng tiến lên chào. Đối với Nhạc Phàm, sự kính nể của bọn họ là phát ra từ tâm. Không chỉ bọn họ, Thủ Lăng nhất tộc bao gồm cả tộc trưởng, đối với ân tình của Nhạc Phàm đều nhớ mãi không quên. Thích Minh Hữu vận chuyển chân nguyên làm khô mặt, gật đầu cười với Nhạc Phàm, lập tức hắn lấy một phong thư từ trong lòng ra nói. "Đại ca, đây là thư của Vân Phương đại ca trước khi đi lưu lại, nhờ đệ chuyển lại cho huynh." Nhạc Phàm tiếp nhận thư, vừa đọc liền nhíu mày, trong lòng không nhịn được lo lắng. Mọi người thấy cảnh tượng như vậy cũng không dám nói nhiều. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh bay nhanh đến xuất hiện ở giữa đại đường. Người tới là ai? Quý vị và các bạn sẽ được biết trong tập 140. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào sáng ngày mai.